Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với buổi hướng dẫn Enscape 4.1 dành cho SketchUp. Buổi hôm nay là buổi thứ 28, vẫn là cái buổi tiếp tục chuỗi series hướng dẫn làm vật liệu trong Enscape. Các bạn cố gắng hiểu cũng như là nắm cái cách làm vật liệu, bởi vì làm vật liệu trong Enscape nó rất là quan trọng, cực kỳ quan trọng. Bạn cho dù bạn có đi ánh sáng tốt nhưng mà bạn làm vật liệu không có tốt thì bài của bạn nó cũng không thể nào mà nó chân thật, nó đẹp được. Cho nên các bạn phải cố gắng là xem những clip cũng như hướng dẫn làm vật liệu, càng chi tiết càng hiểu rõ, càng thử đi thử lại thì bạn mới nắm, bạn hiểu được hết các vật liệu và bạn làm trong diễn hội nó dễ hơn. Thì buổi hôm nay á, là cái buổi mà mình sẽ hướng dẫn các bạn làm về vật liệu nước trong Enscape nó như thế nào. Vật liệu nước trong Enscape á, thì để làm á, nó sẽ có hai cách làm. Một là bạn làm theo cách thông thường là mặc định, có nghĩa là bạn sử dụng cái vật liệu nước mặc định trong Enscape. Hai á, là bạn cũng có thể sử dụng cái vật liệu chung này để bạn làm vật liệu nước, đều được, cách nào cũng được. Mỗi cách nó sẽ có cái ưu và nó sẽ có cái nhược, tùy vào cái công trình mà bạn muốn làm để bạn ứng dụng cái cách nào làm cho nó phù hợp. Thì để đơn giản nhất á, thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn làm vật liệu nước theo cái cài đặt mặc định của Enscape người ta cho. Đây là vật liệu nước. Là vật liệu này nè. Hiện tại thì mình đây là một cái bề mặt bình thường. Mình chỉ mới có chuyển nó về làm vật liệu nước mặc định trong Enscape. Thì để làm vật liệu nước mặc định trong Enscape á, cái cho sẵn đây. Thì khi bạn chuyển nó qua vật liệu nước á, thì nó có cái bảng này. Cái bảng này á, đầu tiên á, là cái màu của nước. Thì bạn chọn màu nào cũng được. Bạn chọn màu vàng cũng được, màu xanh cũng được, màu tím, màu đỏ gì cũng được. Thì để đơn giản thì mình sẽ sử dụng cái màu xanh á, cơ bản của nó đi, màu xanh mà nước hay có đi. Chọn màu xanh này. Cái mục thứ hai á, là setting về gió, có nghĩa là sao? Cái này nó ghi này, có nghĩa là ghi đề cái setting về gió này, có nghĩa là nếu như hiện tại á, thì trong cái setting của mình á, mình tắt cái tính năng về gió đi, thì cái nước của mình á, nó sẽ không có chuyển động. Trong cái setting mặc định này, mình tắt cái này đi. Nếu bạn tích vào cái tính năng này thì nó sẽ ghi đề, có nghĩa là nước nó vẫn được, nó nhận cái chuyển động của gió. Có nghĩa là nó đề lên cái tính năng này. Có nghĩa là nếu bạn tích cái tính năng này thì cái tính năng trong cái setting chung này nó không cần thiết nữa, nó sẽ sử dụng cái tính năng này. Cho nên nếu bạn làm vật liệu nước theo mặc định á, thì bạn nên tích vào cái tính năng này. Cái thanh trượt đầu tiên á, là nó liên quan tới cường độ. Có nghĩa là khi mà bạn tăng nó lên á, thì nó chuyển động càng nhanh. Còn nếu mà bạn giống như là gió nó càng mạnh á. Còn nếu như mà bạn giảm á, thì cái gió nó nhẹ đi, nhẹ nhẹ cái gió nó chậm lại. Thì tất nhiên khi bạn di chuyển cái màn hình Enscape thì nó mới chuyển động. Sau đó 1-2 giây thì nó sẽ dừng. Cái này, cái vấn đề này bạn muốn nó chuyển động luôn á, để làm video á, thì bạn bỏ cái tính năng ở trong cái mục cài đặt chung này đi. Cái này thì mình đã nói ở một cái buổi video trong cái hướng dẫn mà cây cối. Bạn nào muốn biết á, thì hãy xem lại. Có nghĩa là nếu bạn tắt cái tính năng này á, thì nước nó sẽ chuyển động, có nghĩa là khi bạn dừng nó vẫn chuyển động. Còn nếu mà để cho cái máy của mình hoạt động nó nhẹ hơn á, thì thường là mình sẽ tích cái tính năng này. Khi nào bạn quay video á, thì bạn có nên bỏ cái tính năng này đi, đơn giản vậy thôi. Còn bình thường á, thì nếu mà render ảnh tĩnh á, thì mình cần cái bề mặt nước nó gần sóng thôi, chứ mình cũng không cần nó chuyển động liên tục làm gì cho nặng máy. Còn cái này á, là hướng quay của nước, có nghĩa là nó chuyển hướng này, nó chuyển hướng này, hay là nó chuyển góc xéo. Thì hai cái này là như vậy. Cái này là tăng cái độ
cái cường độ gió để mà nước nó di chuyển, nó sóng nó tạo nhanh hay chậm. Đó. Vậy là cái mục thứ nhất là khi mình tạo vật liệu nước mặc định thì bạn phải tích vào cái tính năng này nha. Sau đó là chỉnh hai cái thông số này, bạn chỉnh sao tùy bạn, bạn canh sao cái mặt nước mà bạn muốn thể hiện thôi. Còn cái thứ hai là cái cài đặt về nước này. Cái đầu tiên là chiều cao, thành tựu đầu tiên là điều chỉnh cái chiều cao của nước. Bạn càng tăng lên á thì cái độ nhấp nhô của nước á nó cao hơn, còn nếu bạn giảm xuống á thì cái độ nhấp nhô của nước á, nhấp nhô lên xuống của nước á thì nó chậm lại. Ở đây mình để 25 đi, 25 đi. Rồi cái ở dưới là scale, có nghĩa là giống như nó tăng hay giảm cái map mà sự sống á, cái map cận sống á, thì bạn càng tăng lên cao á thì cái map gần sống á nó to hơn. Bạn kéo nhỏ lại thì cái map gần sống nó nhỏ lại, nó mềm mại hơn, tùy tùy bạn. Cái này thì bạn cứ chỉnh chỉnh, mình thấy như thế này là ổn rồi, nước gì ổn rồi. Cái này sóng hơi cao, mình cho nó cái này mình cho nó giảm lại 10 đi, cho nó nhẹ nhàng xíu, 10 nó nhìn thấp quá, cho 15 đi. Đó, mình thấy đẹp rồi. Vậy là cái mục thứ nhất, mục thứ hai đã xong nha. Bây giờ tới mục thứ ba. Cái này là cái gì? Cái này là caustic intensity. Cái này là cái cường độ của cái tụ quang. Cái tụ quang là gì? Tụ quang là những cái vệt ánh sáng á, phía dưới nước á, mà khi mà ánh sáng mặt trời á, nó chiếu vào cái bề mặt nước của mình này. Đó, cái hiện tượng tụ quang, bạn nào muốn tìm hiểu kỹ thì có thể tìm hiểu kiến thức ở trên mạng. Còn đây là mình cho màn hình một cái ví dụ này. Cái này là không có hiện tượng tụ quang, ít. Cái này là hiện tượng tụ quang này. Đó, thì nhìn những cái mặt nước của mình ở phía dưới nó chân thật hơn. Khi mà ánh sáng nó ve vào những cái bề mặt á, bề mặt, những cái bề mặt khác nhau của nước này, thì nó sẽ tụ một cái tụ quang, nó làm những cái vệt sáng tụ quang ở dưới nước này. Đó, giống như qua cái ly thủy tinh cũng vậy, bạn cũng sẽ thấy. Giống như kính lúp cũng vậy đó, bạn sẽ thấy những cái vệt ánh sáng. Thì cái này nó qua những cái lớp nước này nè, những cái bề mặt gồ ghề của món sóng này, thì nó tạo những hiện tượng tụ quang. Bạn càng tăng lên cao á thì nó sẽ tạo ra nhiều cái hiện tượng tụ quang hơn, mà bạn càng xuống thấp á thì bạn sẽ ít thấy hơn. Nếu bạn kéo về không thì bạn sẽ không thấy hiện tượng tụ quang. Cái này tại sao ở trong này nó không có thấy? Tại vì cái này là ánh sáng mặt trời của mình là ở trong nội thất, cái hồ nước này ở trong nội thất. Còn nếu bạn nào muốn thấy rõ thì có thể là test ở những cái hồ bơi bên ngoài, ánh sáng mặt trời nó chiếu trực tiếp xuống thì nó sẽ thấy cái hiện tượng này. Thì mình chỉ nói đơn giản vậy thôi, có nghĩa là nó là cái hiện tượng gì và tăng lên thì nó như thế nào và giảm xuống thì nó như thế nào. Tăng lên á thì nó sẽ tạo ra những hiện tượng tụ quang như thế này, còn nếu mà giảm xuống á thì nó sẽ ít cái hiện tượng tụ quang như thế này. Còn muốn mà thấy rõ thì các bạn hãy thực hành ở cái môi trường là nước, những cái hồ nước bên phía ngoài trời, ánh sáng mặt trời nó chiếu trực tiếp xuống thì bạn sẽ thấy cái hiện tượng này. Đơn giản vậy thôi. Vật liệu nước trong landscape thì chỉ có vậy. Vật liệu nước trong landscape vậy. Mình dùng vật liệu nước của mặc định của landscape để mình làm nước đều được. Lưu ý là cái màu nước, bạn muốn chọn màu nào cũng được. Thứ hai nữa là chỉnh cái cường độ của cái sóng để cái bài render của mình á, nhìn nó có chút sóng, nó chân thật hơn, nó chân thật hơn. Và hãy hiệu chỉnh cái cường độ tụ quang này nên để 50% mặc định cũng được rồi. Tùy vào ánh sáng, nếu mà ánh sáng mà nó tạo ra nhiều cái tụ quang quá thì bạn giảm lại, còn ánh sáng ở ngoài trời mà nó ít thì bạn tăng lên. Rồi cái nước mặc định trong landscape nó chỉ có vậy nha các bạn. Các bạn nắm hiểu các thông số để mà khi render công trình thì mình làm cho nó đúng thực tế, nó thực tế hơn. Nhớ là tích vào cái tính năng này, và thực tế nên để sóng nó ít thôi, để gọn sóng ít thôi. Chứ trong trình công trình mình thấy đa phần là không có lạm dụng cái chiều cao sóng này nhiều, thì nhìn nó thực tế. Chỉ có ngoài biển này kia thì mây ra sóng nó nhiều, chứ còn hồ nước này kia thì trong nhà hoặc là
trong công trình biệt thự thì mình nghĩ cái chiều cao của cái setting sóng này mình để thường không có cao. Rồi vậy là xong cái setting của nước mặt định trong Inkscape nha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm vật liệu nước theo cách thứ hai. Cái cách này á thì nó có một cái ưu điểm á, là bạn muốn cho cái sóng trên cái mặt nước của mình á nó có nhiều dạng sóng hơn, nó có nhiều dạng sóng hơn. Thì nó không có sử dụng cái kiểu sóng của mặt định nữa. Có thể là ví dụ như kiểu như trời mưa trên mặt nước đó. Hoặc là ví dụ như ở đây thì mình sẽ sử dụng một cái mát, cái mát như thế này để mình làm cái bề mặt của nó cũng giống như này, bằng cái cách thiết lập của cái vật liệu chung, không dùng cái vật liệu nước nữa, thì nó sẽ như thế nào. Cách này thì nó linh động hơn, nó linh động hơn, nó dễ làm hơn, nó dễ làm hơn cái cách kia và dễ kiểm soát hơn. Thì cũng tương tự như cái kiểu làm kính á, tại vì nước bản chất của nó cũng vật liệu trong suốt, nó cũng gần gần như kính, nó chỉ khác cái thông số khúc xạ một xíu thôi. Để mà làm cái vật liệu nước mà sử dụng cái setting chung này á, cái chung cái loại mà cái kiểu loại chung này mà không dùng cái kiểu của mặc định của vật liệu nước của Enscape á, thì chúng ta làm như thế nào? Thì đầu tiên á, bạn cũng lót cái map này vào, lót cái map này vào. Sau đó bạn cũng UV cái map này trên cái bề mặt nước này. Bạn cũng UV cái map trên cái bề mặt nước này để cho cái sóng của nó to một xíu, to một xíu, tùy bạn thôi. Bạn muốn to thì to, muốn nhỏ thì nhỏ, không có gì cả. Sau đó thì bạn kéo cái này về, rồi về không đi, để cho cái bề mặt nước nó phản xạ những cái hình cái vật liệu bên cái không gian bên ngoài vào. Cái specular này bạn giữ 50% là được rồi. Đó, bạn giữ 50% là được. Rồi tới cái transparency á, cái này thì mờ đục thì mình không có làm. Cái opacity này á, sau khi bạn UV xong nha, sau khi bạn UV xong nha, cái opacity này á thì bạn đưa nó về 2 đi, cho nó trong suốt đi. Nó cũng giống dạng như kính á. Cái này á bạn tăng bạn giảm của nó 1.33. Mình thì mình không có thấy nhiều cái sự khác biệt lắm, nhưng mà bên Enscape người ta có đưa ra những cái thông số định hướng thì nước thì nó nằm 1.33, còn kính thì thường 1.52 đến 1.6, 1.7 tùy. Đây là cái màu của nước này, thì mình chọn chuyển cho nó về cái màu xanh nha. Rồi bạn thấy sơ bộ là cũng ra cái hình cái bề mặt nước rồi đó, nhưng mà nó vẫn chưa có đẹp lắm đúng không, nó vẫn giống kính đúng không, vẫn giống kính. Rồi cái bước tiếp theo này là mình sử dụng chính cái map này để mình làm cái map boom luôn đó. Cái map boom ban đầu của nó là 3 nha các bạn, nhưng mà 3 nhìn nó rất là gớm. Thì cái này sau khi mình tinh chỉnh nó, mình thấy 0.2 đó thì là được rồi. 0.2 là các bạn cũng hình dung sơ bộ này đó. Đây là cách làm nước thứ hai, vật liệu nước thứ hai. Bạn có thể tăng cái này xuống cho màu nước nó đậm một xíu. Rồi xong, vật liệu nước thứ hai thì làm đơn giản vậy. Bạn có thể tăng cái này lên một xíu để cái map nó to hơn xíu nữa đi. Mình tăng đi, đó, mình tăng lên không, mình tăng lên 13.000 đi. Mình giảm cái này xuống một xíu đi. Sóng nó vẫn cảm giác nó hơi cao. Rồi, vật liệu nước thứ hai là nó chỉ có vậy. Bạn thấy nó cao nữa thì bạn giảm xuống 0.05. Rồi, thấy không? Đơn giản vậy. Bạn nào muốn làm mà nước đục á, thì bạn cứ tích vào tính năng này. Đó, rồi tăng cái rawness lên, giống như trong kính. Đó, giống như trong kính. Kính cũng vậy, kính đó, mình cũng sử dụng tính năng kính cho sẵn của Enscape cũng làm được, và cái Rig cũng làm được.
Nhưng mà cái này mình đã nói rồi, khuyến khích là nên làm cái generic. Còn cái nước này cũng vậy, thì nếu mà bạn render mà ảnh tĩnh á, thì khuyến khích nên làm cái generic này để mà làm cái vật liệu nước cho nó đơn giản, nó dễ kiểm soát hơn. Còn lại cái khi nào mà bạn render video á thì bạn mới nên làm cái water này đó. Bởi vì sao? Bởi vì cái khi mà làm theo cái thiết lập chung này á, nó có một cái nhược điểm á, là nước của mình nó không có chuyển động. Nó không có chuyển động, mà làm video thì nó cần phải cái sự chuyển động, cho nên là bạn sử dụng cái water á, thì nó ổn hơn. Còn nếu mà chỉ trên đơn ảnh tĩnh á, mà để dễ kiểm soát á, dễ làm á, đó, thì bạn chỉ cần sử dụng cái kiểu chung này để bạn thiết lập nước thôi. Chủ yếu là bạn kiếm cho mình những cái map nước, cái map nước thể hiện cái sóng đó, mà bạn muốn. Có rất là nhiều loại đó. Nước gợn sóng bình thường, gợn sóng to nhỏ, rồi có những cái vệt tròn li ti kiểu như trời mưa cũng có. Các bạn chịu khó, các bạn tìm trên mạng và sưu tầm là ra thôi, rất là nhiều. Bạn nào mà không có, tìm không ra thì liên hệ mình thông qua Facebook á, rồi cái gì mình gửi cho 5-7 mẫu. Mình có cũng được 5-7 mẫu, nói chung là cũng đủ dùng. Bạn nào cần cái map này thì cứ liên hệ cho bên mình sẽ, cái này thì mình map nước này mình tặng free. Cho nên các bạn cần, các bạn cứ nhắn tin Facebook cá nhân của mình có để lại dưới mô tả đó, rồi các bạn cứ liên hệ rồi mình gửi tặng. Mình nói lại nha, nước á, trong Enscape có hai dạng. Một dạng là làm theo setting mặc định, thứ hai là sử dụng cái setting chung này làm. Setting mặc định á, thì làm đơn giản hơn, nhưng mà nó có một cái ưu điểm á, là nó chuyển động, sử dụng làm trong video. Nhưng mà có một cái nhược điểm á, là cái hình dạng sóng á, thì nó chỉ có một kiểu à. Nó chỉ có một kiểu, nó không có được tạo ra nhiều kiểu, nó diễn tả nhiều những cái khác nhau, ví dụ như gợn sóng nhỏ, gợn sóng to, gợn sóng một chiều, gợn sóng hai chiều, hay là thể hiện mặt nước trời mưa đó, cái kiểu vậy. Thì cái nước mặc định này á, thì nó sẽ không làm được nhiều cái dạng sóng, nhưng mà nó có ưu điểm là nó chuyển động. Nhưng mà cái nước thứ hai á, mình sử dụng cái chung này để mình thiết lập nước á, thì nó có thể tạo ra được nhiều cái kiểu sóng trên cái bề mặt, nhưng mà nó có một cái nhược điểm á, là không có tạo được cái tụ quang. Thứ hai nữa là không có tạo được cái chuyển động, tùy vào cái mà bạn muốn làm render ảnh hay là render video mà để bạn làm cái này thôi. Nhưng mà thường á, mà để nhanh á, thì mình làm cái mình dùng cái chung này để thiết lập nước. Còn thiết lập nước như thế nào á, dựa dùng cái chung như thế nào á, thì mình nói lại một lần nữa là sử dụng một cái map mà nó thể hiện được cái bề mặt sóng, làm cái bề mặt cho cái nước này. Nhớ là setting những cái thông số này đó, gần gần như mình là được 2-5% gì đều được. Những cái thông số này thì mình setting đó, bạn nào muốn thì có thể lưu lại rồi làm thôi. Rồi cân chỉnh cái độ lồi lõm của cái map bơm này sao cho nó phù hợp. Muốn cho nó tăng mạnh, gió mạnh đó, thì tăng cái thông số này lên. Còn nếu mà muốn mà bề mặt nó chỉ gợn nhẹ thì giảm cái này xuống, rồi xong. Đây là cái màu nước. Màu nước thì bạn muốn chọn màu nào tùy bạn. Rồi, bữa hôm nay nói về vật liệu nước trong Enscape 4.1 thì nó chỉ có như vậy thôi. Hai cách, tùy bạn muốn dùng cách nào cũng được, tùy vào cái nhu cầu của mỗi người. Rồi, buổi hướng dẫn vật liệu nước hôm nay đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi video, cũng như là nếu mà kiến thức bộ mình chia sẻ có ích cho các bạn thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình. Rồi, cảm ơn các bạn. Chào tạm biệt.